Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2018. Ở đây mình sẽ nói về 4 phần. 1 là đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 2 là mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 3 là cách xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội. 4 là tỷ lệ trích. Phần đầu tiên, đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những người đi làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có xác định thời hạn. Thứ hai là những người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng tiền lương. Thứ ba, ở yếu tố thứ ba này là một yếu tố khác biệt. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì những người làm việc theo hợp đồng lao động có đủ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng đều phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thứ tư là những người lao động có từ 2 hợp đồng trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì sẽ đóng bảo hiểm theo hợp đồng lao động mà có mức tiền lương cao nhất. Phần thứ hai là mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương cộng với phụ cấp lương. Nhưng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cộng thêm các khoản bổ sung khác. Như vậy, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ bằng mức lương cộng phụ cấp lương cộng các khoản bổ sung khác. Phần thứ ba là cách xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Đối với các chức danh đơn giản nhất, trong điều kiện lao động bình thường thì mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng bảo hiểm xã hội. Đối với những người lao động mà đòi hỏi có phải qua quá trình đào tạo hoặc là học nghề thì mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phải cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Còn đối với những người lao động được coi là nặng nhọc, độc hại hoặc là nguy hiểm thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội phải cao hơn ít nhất là 5% so với mức lương tối thiểu vùng. Và mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở và mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng. Trên đây thì mình vừa có nhắc qua mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng. Thì mình sẽ nói thêm về hai mức lương này để các bạn nắm được luôn. Thứ nhất là về mức lương cơ sở thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 mức lương cơ sở được quy định là 1.300.000 đồng trên một tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 mức lương cơ sở tăng lên 90.000 đồng trên một tháng là 1.390.000 đồng trên một tháng. Còn về mức lương tối thiểu vùng thì sẽ được chia làm 4 vùng. Vùng 1 là 3.980.000 đồng trên một tháng. Vùng 2 là 3.530.000 đồng trên một tháng. Vùng 3 là 3.090.000 đồng trên một tháng. Và vùng 4 là 2.760.000 đồng trên một tháng. Mức lương tối thiểu vùng mà mình nêu ở trên đây là đối với những chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Còn đối với những chức danh lao động mà có đòi hỏi qua đào tạo, học nghề thì sẽ cộng thêm 7% mức lương tối thiểu vùng. Và để hiểu rõ hơn thì mình sẽ lấy một ví dụ. Ví dụ, công ty A ở Hà Nội
là sẽ thuộc vùng 1, tuyển một nhân viên IT yêu cầu trình độ cao đẳng và một nhân viên lao động phổ thông. Và sau đây mình sẽ xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất của hai nhân viên này. Đối với nhân viên lao động phổ thông không qua học nghề thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất sẽ là mức lương tối thiểu vùng mà mình vừa nêu ở bên trên, đó là 3.980.000 đồng trên một tháng. Còn nhân viên IT, công ty yêu cầu là trình độ cao đẳng, tức là có qua quá trình đào tạo, qua học nghề. Vì vậy, mức lương đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất sẽ là mức lương tối thiểu vùng cộng thêm 7% mức lương tối thiểu vùng, đó là 3.980.000 cộng thêm 7% của 3.980.000. Và mức lương đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất của nhân viên IT này là 4.258.600 đồng trên một tháng. Phần thứ tư cũng là phần cuối cùng là tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn. Về phía người lao động thì sẽ phải nộp bảo hiểm xã hội là 8%, bảo hiểm y tế là 1,5%, bảo hiểm thất nghiệp là 1%. Còn về phía doanh nghiệp thì sẽ phải nộp bảo hiểm xã hội là 17,5%, bảo hiểm y tế là 3%, bảo hiểm thất nghiệp là 1% và kinh phí công đoàn là 2%. Và cái thời hạn mà nộp bảo hiểm xã hội thì có thể là nộp theo 3 tháng hoặc là 6 tháng tùy theo doanh nghiệp mà các bạn lao động. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.